Hôm qua không chạy, bữa nay đáp bắt chết và các bạn. Trong ổn đấy bạn ạ. Tắt tự động ha. Đẩy tiền lên chút xíu. Trăm ngàn chạy được rồi. Ok, let's go các bạn ơi. Hi, xin chào buổi sáng cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với Mây Lang Thang Sài Gòn. Lại là mình đây. Lâu lắm rồi mới có cảm giác chạy xe ra đường và ngồi nói chuyện với các bạn ha. Bữa giờ thì ngày nào mình cũng gặp các bạn ở trên kênh YouTube, nhưng mà mình ngồi ở nhà để mình chia sẻ các bạn. Chia sẻ về doanh thu cũng như là chia sẻ về cách chạy Grab ha. Thì hôm nay nhân dịp máy quay đã được sửa 50% ra hành quay để về mình edit thử coi được không nha các bạn. Nãy giờ nói liên thiên vậy chứ mà cũng không biết máy quay nó có thâu được không đó nha. Thì cố gắng quay ha các bạn. Sáng nay thì mình ra xe 6:30 sáng các bạn. Hôm nay là ngày thứ 6 các bạn ơi. Ngày 5 tháng 7 2024. Hiện tại thì mình đang đảo vòng vòng ở đường Kha Vạn Cân, chợ Thủ, hướng đi về chợ Thủ Đức ha, để tìm cuốc xe đầu tiên. Bữa giờ là mưa là liên tục 3 ngày rồi. Hôm nay bầu trời vẫn rất là âm u và nhiều mây luôn á, không biết có mưa nữa hay không. Hy vọng là đừng có mưa để mình quay vlog gửi các bạn một buổi sáng trọn vẹn ha các bạn. Mình sẽ quay thử coi hôm nay là cái dịch vụ Grab Bike tiết kiệm của Grab á, nó nổ có mạnh không các bạn. Hiện tại á, app của mình đang có 3 dịch vụ Grab Bike, đó chính là Grab Bike tiết kiệm là 1 nè, Grab Bike thường là 2 và Grab Bike Lết là 3 các bạn. Thì mình vẫn mở Grab Bike tiết kiệm lên hôm nay để chạy luôn các bạn, để xem thử coi Grab sẽ phát cuốc như thế nào cho mình nha các bạn. Tại vì á, hiện tại mình thấy là Grab Bike tiết kiệm đang được Grab quảng cáo trên các cái phương tiện truyền thông rất là nhiều luôn các bạn ơi. YouTube rồi Facebook rồi tất cả các phương tiện, kể cả báo đài, là Grab đang đẩy mạnh cái chiến dịch Grab Bike tiết kiệm các bạn. Nên hiện tại mình thấy mà anh em mà chạy mà tắt Grab Bike tiết kiệm là sẽ bị ế đơn nha, ít đơn nha. Đồng nghĩa các bạn tắt Grab Bike tiết kiệm đồng nghĩa việc các bạn tắt luôn cái Grab Bike của app các bạn luôn các bạn. Tại vì theo mình hôm bữa mình chạy thì Grab sẽ phát cuốc xoay vòng các bạn ơi. Giống như là một cuốc Grab Bike tiết kiệm thì sau đó sẽ là một cuốc Grab Bike thường, và Grab Bike tiết kiệm cộng Grab Bike thường 4-5 cuốc gì đó sẽ được một cuốc Grab Bike Lết các bạn. Dạo này hạn cái Grab Bike Lết cũng ít được phát lắm. Đa số là khách hàng sẽ chọn di chuyển bằng cái dịch vụ Grab Bike tiết kiệm luôn á. Cái dịch vụ Grab Bike tiết kiệm mà khi mà khách mà book Grab á, nó sẽ hiện lên ngay cái dòng đầu tiên trên app luôn, và cái giá tiền thì nó sẽ là rẻ nhất. Nên là người ta sẽ ưu tiên, người ta chọn Grab Bike tiết kiệm để người ta di chuyển các bạn. Grab đang quảng cáo mạnh mà để gọi là cạnh tranh lại với các cái hãng xe khác các bạn ơi. Tại vì hiện tại mình thấy Grab Bike bây giờ thì có Bi với lại Xanh SM là hai hãng cũng đang là mạnh về cái mảng Grab Bike luôn á, chở người á. Rồi chờ cuốc xe đầu tiên. Ngày hôm qua thì mình chạy có 3 tiếng là mình về nghỉ thôi, mà mắc mưa 3 ngày liên tục là không chạy nổi các bạn. Giờ mình đảo qua Đặng Văn Bi để kiếm đơn Grab Bike. App mình kể từ khi mà chạy Food giờ vàng các bạn thì nó cũng cái luồng Grab Food nó mạnh hơn Bike với giao hàng, nên buổi sáng ra nó cũng dễ nổ Grab Food lắm. Nhưng mà mình chạy 1-2 cuốc Grab Food á thì bắt đầu nó sẽ xoay qua chuyển qua Grab Bike cho mình nha các bạn. Hôm nay á, thì mình chạy cũng có ca giờ vàng buổi trưa 4 tiếng và buổi tối 4 tiếng luôn. Và hôm nay tranh thủ ra sớm để chạy Grab Bike quay vlog chia sẻ các bạn một chút xíu. Ở đây là con đường Đặng Văn Bi ha, đi hết con đường Đặng Văn Bi là mình ra được xa lộ Hà Nội và mình đi vô được cầu Sài Gòn luôn á. Quẹo phải là vô cầu Sài Gòn, quẹo trái là đi cầu Đồng Nai, không biết Grab cho mình đi cầu nào đây. Wow, buổi sáng hôm nay là thấy có mặt trời mọc lên nè.
Hy vọng bữa nay sẽ là một ngày nắng đẹp và khô ráo, chạy xe cho nó chiêu chiêu. Tại vì chạy cái này trời mưa chạy cực hơn trời nắng các bạn. Nó vừa, mình phải vừa bảo quản cái điện thoại mình cho đựng ướt nè, rồi bảo quản người, rồi túi phốt, đồ ăn, rồi nón bảo hiểm của khách. Nói chung là các cái nó cực hơn hết các bạn. Bữa nay ra xe hơi bị chậm nổ. Tại vì hôm qua trước khi mình nghỉ mình đi về là mình đã hủy một cuốc và trôi một cuốc phốt các bạn, là coi như là hai cuốc luôn. Do là cái người mình nó ướt quá mà ráp phát vô cái đơn hàng nó lớn quá các bạn, mình không có chạy được nổi nữa. Thôi mình đã định tắt áp đi về rồi, nhưng mà ráng kiếm một hai đơn nữa để cho đủ cái thời gian hoạt động giờ vàng á. Cuối cùng là ra hai cái đơn khó không, nên thôi mình tắt áp mình đi về luôn. Hôm qua làm việc không có được gọi là, hôm qua làm việc là còn sao nhãn các bạn. À, chung cư Moonlight này mình sẽ đậu ở đây để tìm cuốc xe. Ở đây rất dễ có cuốc cá mập các bạn ơi. Yeah. Đậu lại đi, chừng nào có cuốc thì mình sẽ quay cho các bạn, chia sẻ các bạn tiếp ha. Mình được nổ cuốc đầu tiên các bạn ơi. Rất bay tiết kiệm ha. Đúng như là những gì mình chia sẻ luôn á. Thì hiện tại rất bay tiết kiệm đang là cái gọi là best seller của Grab luôn à. Số 5. Mình mở lên là sẽ nổ liền. Đáp bay tiết kiệm. Nhưng mà ngặt cái mà mình không chạy đáp bay tiết kiệm á, thì cái đáp bay thường với lại cái đáp bay, cái đáp bay lết của mình nó bị hạn chế các bạn. Bị hạn chế lại ha. Mình một ngày mình phải chạy vài cuốc đáp bay tiết kiệm cho Grab, thì mới có đáp bay thường và những cái cuốc thơm cho mình chạy. Có vài anh em chạy kiểu như tắt đáp bay tiết kiệm các bạn. Nếu mà xe anh em đã có đáp bay lết rồi thì cũng tắt, cũng mình nghĩ chắc cũng ok. Canh khung giờ để tắt các bạn, canh cái khung giờ cao điểm á, buổi sáng với buổi chiều, để tắt đáp bay tiết kiệm ha, và chạy đáp bay thường và đáp bay lết. Còn hôm nay mình muốn chạy để mình xem thử coi cái tỷ lệ phát cuốc của Grab cho mình đó, là giữa bay tiết kiệm, bay thường và bay lết nó như thế nào, nên mình sẽ mở lên để mình chạy chia sẻ với anh em luôn. Đâu khách đâu trong này. Ủa sao để số 5 ta, gọi cái cho chắc đi. 29 sạc 8 mà trên app là để số 5. Số 5. Bởi vậy thấy cái địa chỉ nhà với lại cái định vị trên app nó khác nhau. Gọi hỏi khách cho chắc. Đi đại học khu test Điện Biên Phủ đúng không ạ? Rồi ok, lên xe luôn.
ơi, xin tin anh em ơi, cuốc lá vai tiết kiệm đầu ngày 29.000 các bạn, 28.000 mấy trăm, 800 đồng. Xin tin. Chỗ này mình quẹo qua bên Nguyễn Gia Trí, mình chờ cuốc tiếp theo hả các bạn. Mấy ngày liên tục ở Sài Gòn trời mưa các bạn, nên hôm nay chạy xe cảm giác cái không khí nó trong lành, chạy nó chiêu chiêu các bạn, không có cảm giác nó đỡ ngột ngạt hơn những ngày mà nắng nóng. Nói chung là trời mưa cũng có một cái lợi thế rất lớn, qua đường đi đây ngược chiều. Đầu ở trong này thì nó tăng cái khả năng nổ cuốc cho mình hơn. Không khí nó trong lành, mát mẻ, với lại đổi gió các bạn ơi. Bữa giờ chạy ở Thủ Đức quá lâu rồi, lâu lâu đi Sài Gòn đổi gió một bữa. Ok, tìm cuốc xe tiếp theo các bạn, hy vọng sẽ là một cuốc ráp bay lết hoặc ráp bay thường ha. Ráp bay tiết kiệm, khách đưa tiền còn đưa tiền gách nữa. Không sao, anh em mình phải tỉnh đòn các bạn. Đặc biệt là cái vụ tiền bạc với lại cái vụ mà chuyển khoản á các bạn. Chuyển khoản là cứ tiền phải vô tài khoản mình thì mới đi nha các bạn. Tin thì mình mới đi nha. Đậu đây luôn các bạn ơi, ngừng đây chờ cuốc xe tiếp theo ha. Đúng như mình nói ngay lúc đầu video các bạn ha. Sau cái cuốc ra bay tiết kiệm sẽ là một cái cuốc ráp bay lết các bạn ơi. Giờ mình đi đón khách luôn. Nhưng mà cuốc ráp bay lết này nó lạ lắm các bạn, có 11.500 đồng à. Thôi kệ, có còn hơn không các bạn, đi chạy thôi. Cảm giác như hôm qua mình hủy hai cuốc, cái buổi sáng này mình nổ hơi chậm, chứ bình thường là mình trả khách là nổ liền các bạn. Bữa nay phải chờ 5 phút thì mới nổ, hình như ở chỗ này. Khi nào vô đem vô nha. Trường tiểu học Anh Quốc. Đi Bạch Đằng đúng không chị? Rồi, để nóng luôn. Rồi, đi nha. Tin ha các bạn, cuốc này 11.800, khách bo cho thêm 10.000 nữa. Khách hàng 10 điểm không có nhân. Quá đã. Bây giờ đi tìm cuốc xe tiếp theo các bạn ơi, tại vì sáng nay app mình hôm qua mình chạy không có được chuẩn lắm đó, nên sáng nay app mình nổ hơi chậm á. Chứ bình thường là giờ nổ mầm 7 giờ sáng cao điểm mà. Bởi vậy mình mới nói anh em chạy cố gắng đừng có hủy, đừng có trôi ha, hạn chế tối đa cái việc hủy cuốc và trôi cuốc, thì cái qua ngày hôm sau á mình chạy nó dễ chạy hơn. Còn ngày nào mà anh em chạy anh em lựa cuốc nhiều á
qua ngày hôm sau cái app anh em nó dở là thấy liền luôn, thấy rõ ràng luôn các bạn, thấy rõ ràng luôn các bạn ơi. Cuốc rắp pilot 11.800 đồng, khách bo thêm 10.000 nữa các bạn, quá đã. Ê rắp mát các bạn ơi, rắp mát chơi luôn, rắp mát. Có thử nhiều đồ không nha, 22 ngọc là biết chủ hợp chạy được các bạn, rất mát chạy được. Ok đi 3 tháng 2 nha các bạn, đơn này đi 3 tháng 2 mình qua shop lấy đồ, lấy hoa các bạn ơi. Đơn gấp mát này mình lấy cái shop làm hoa các bạn, shop làm hoa, hoa giấy đầy quá. Lấy đơn gáp shop ơi. Đơn 0043 anh. Ok mình lấy hoa xong rồi các bạn ơi. Hoa này là hoa sáp, hoa giả mà một chậu hoa mà tới gần 500 ngàn luôn các bạn, bán trên Grabmart ha. Chậu hoa giả mà còn có một bó hoa giả mà còn có giá trị còn cao hơn cả hoa thật luôn các bạn. Giờ đi giao cho khách thôi, 7 km, 3 tháng 2 các bạn, let's go ha. Nay Grab cho đi Sài Gòn đổi gió một bữa thiệt luôn các bạn, quá là chill luôn. Buổi sáng có lẽ là mình sẽ đi chạy sớm á, nhưng mà sáng dậy cũng còn khá là mệt, lay hoay đồ, uống cà phê, cà pháo đồ thì mình ra xe hơi trễ các bạn. Mình tính là 5 giờ ra chạy rồi mà cuối cùng lay hoay là tới 6 giờ rưỡi mới xong, mới mở app chạy ha. Tính ra mà anh em mà chạy Grab này á, cái sức khỏe anh em mà nó ổn á, với lại cái tinh thần mình nó sảng khoái á, mình ra mình chạy nó cảm giác nó năng lượng, nó tích cực, nó chạy nó sướng lắm các bạn, cảm giác nó chiêu chiêu ha, vừa làm ra tiền mà lại vừa chiêu chiêu với công việc ha. Thì ngày mới gửi lời chúc sức khỏe cũng như là nhiều may mắn đến cô chú anh chị các bạn khán giả trên kênh Mây Lang Thang Sài Gòn, những ai đang xem video clip này thì chạy xe được an toàn và hiệu quả nha. Cái đoạn đường Võ Thị Sáu này buổi sáng tầm khoảng 7 giờ hơi đông xe ha các bạn. Chạy bà con đi làm đổ dồn về cái đường này, mấy đường chính như Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai với lại Điện Biên Phủ. Mấy giờ cao điểm thì hơi đông xe. Lúc nãy mình tính đi đường bờ kè Hoàng Sa Trường Sa để mình né cái đường Võ Thị Sáu rồi một đoạn rồi, nhưng mà thôi. Lâu lâu mình lại muốn đi lại cái con đường này để tìm lại cảm giác kẹt xe các bạn. Cái đông xe của Sài Gòn xô bồ tấp nập buổi sáng các bạn. Mới sáng sớm lúc nãy có được mấy cái tia nắng đầu ngày thì bây giờ là bầu trời âm u trở lại rồi. Ở Thủ Đức làm gì có được cái cảnh này các bạn. Đèn xanh đèn đỏ nè, kẹt xe ít lắm. Thủ Đức chạy chiêu hơn. Gần hết cái đường Võ Thị Sáu rồi các bạn. Qua đường 3 tháng 2 thì cái đường nó thoáng hơn ha. Dòng xây công trường dân chủ. Qua 3 tháng 2 là mình tới điểm giao cho khách rồi. Nói chung hôm nay là còn trong cái kỳ nghỉ hè nên đường nó vẫn còn đi được các bạn. Vô năm học thì nó sẽ đông xe hơn nữa. Công trường dân chủ. Anh em chạy bo cái dòng xoay thì mình bo cái mở cái dòng ra cho rộng rộng tí ha anh em. Mở rộng rộng bên phía bên tay phải á, qua cho nó dễ. Thấy nhiều người cứ ôm vô sát trong cái phía trong dòng xoay á các bạn, khó chạy lắm. Mở rộng rộng ra nó sẽ thoáng ít xe hơn và các bạn ôm dòng xoay nó dễ hơn, xử lý dễ hơn ha. Đây 3 tháng 2 đây. Chạy tới ngã tư 3 tháng 2 với Lý Thường Kiệt là tới chỗ giao cho khách các bạn. Tới chỗ giao hoa cho khách. Qua đây là thoáng hơn rồi đó. Ok rồi.
trời này á mà không có mưa á bạn, nó cứ ui ui như vậy á, không nắng không mưa vậy chạy chạy cả ngày 24 tiếng cũng được các bạn. Chạy nó khỏe, nó mát mẻ mà nó không khí cũng có vẻ khá là trong lành nữa. Đường này cái hàng cây lâu năm đẹp ghê chưa, lâu lắm mới vô lại 3 tháng 2 đây. Mình thích chạy những cái thời tiết như vậy nè, ngày như vậy nè, nhưng mà một năm mới chắc được vài ngày như vậy thôi các bạn ơi. Sài Gòn mà một là nắng gắt, hai là mưa, mưa dầm, mưa rào, mưa tùm lum tùm la hết. Thời tiết này là cũng là cái thời tiết để chuẩn bị mưa nè, chứ không phải ui ui về cả ngày đâu. Ngày 3 tháng 2 với lại Cao Thắng. Chiều hôm ấy, gió mưa rơi nhẹ vương mi ai, con đường ngỡ, lúc chung đôi bây giờ chia hai. Ai nói ra lời gian rồi làm nát tan tim ai, một người ngỡ, một người vỡ bao mộng mơ. Rời xa nhau, câu tim vẫn còn mang tên nhau. Nhân tâm. Hello. Dạ alo, mình giao hoa chị ơi, tới cái chỗ nha khoa Nhân Tâm nè chị. Dạ rồi, rồi nói chuyện cho chị Lan Anh ha. Dạ, dạ rồi, ok ạ, à. Dạ, dạ, dạ. Chú ơi, gửi hoa cho Lan Anh đó chú. Em thôi, mấy tiếp viên đây nè. Tiếp tân, đợi xe đây chú nói mình cái nè. Cho Lan Anh. Gửi hoa cho Lan Anh đó em. Để đâu ta? Cũng không biết bên nào nữa. Nói gửi bảo vệ mà ổng kêu đem vô đây nè. Cảm ơn nha. Cho anh chụp tấm hình kìa. Ok, cảm ơn. Mấy cái mà khách kêu gửi á các bạn, gửi tòa nhà hay là gửi văn phòng công ty đồ á, thì anh em cứ chụp cái tấm hình lại ha. Chụp cái tấm hình mà có luôn cái biển hiệu thì càng tốt. Còn không thì mình chụp hai tấm, một tấm hàng với một tấm biển hiệu. Lúc nãy mình chụp một tấm là nó dính luôn cả hoa với lại cả cái biển hiệu của nha khoa luôn các bạn. Thì là một tấm là ăn luôn các bạn. Gửi cho khách vậy là ok rồi. Coi như là cái tấm đó là cái tấm xác nhận của mình đó. Anh ơi, cho em. Chui qua đây ngồi chợ cuốc luôn đi. Đông quá. Đông quá đông mà các bạn ơi. Cuốc xe thứ 3 27 ngàn các bạn. Tin tin. Vừa mới đề máy lên chuẩn bị đảo ngược lại qua Âu Cơ tìm cuốc các bạn thì ráp nổ liền cho mình luôn các bạn. Pilot các bạn ơi. Pilot vô quận 3 ha. Ráp cứ phát cuốc như vậy chắc mình chuyển qua mình chạy lan các bạn ơi. Xong rồi yêu thế không biết. Xẹt 59, xẹt 5. Đây, 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 đây. Bạn đã đến nơi. Mình đi Nguyễn Đình Chiểu đúng không anh? Gửi nó luôn.
29.000 tin tin các bạn ơi, cuốc xe Grab Pilot 29.000 đi về quận 3 ha. Giờ kiếm chỗ nào quận 3 bây giờ chắc đảo ra Bình Thạnh luôn quá, đảo luôn các bạn. Đường Đinh Tiên Hoàng, ủa ở đây là quận nhất chứ, quận 1 các bạn, phải quận 3 các bạn. Quận 1 Grab Pilot, Grab Pilot quá tuyệt vời các bạn ơi. Tìm cuốc xe tiếp theo. Buổi sáng cao điểm này mà di chuyển đi tìm cuốc á, anh em để ý ha. Mình sẽ đi ngược lại với dòng người, dòng người, dòng xe. Các bạn thấy không, cái hướng bên đó là người ta đang đi vô Sài Gòn, ta đi làm á. Thì mình đi hướng này ngược lại đi ra, để mình bắt cá các bạn. Đi ngược luôn cá để mới có cá về bắt ha, chứ các bạn đi theo cái dòng người đó là khó bắt cá lắm đó. Bây giờ mình đang ngược, đang ở từ quận nhất mình chạy qua Bình Thạnh, Lê Văn Duyệt nè các bạn. Thì kiếm chỗ nào đẹp đẹp mình đậu lại. Khu này khả năng có cá rất là cao luôn nè, đặc biệt là cá về Thủ Đức. Cứ đi ngược lại với dòng người dòng xe là ok các bạn. Nói chung anh em mình chạy di chuyển nó khôn khéo một chút thì nó sẽ nhanh nổ cuốc cho anh em hơn. Chỗ này có bóng cây mát mát, đậu lại đây lắm. Ủy ban phường luôn mấy ông ơi. Mình có đơn siêu tốc đi Soviet Nghệ Tỉnh 20.000 các bạn. Lụm luôn anh em ơi. Siêu thị Chica 62 Yên Độ. Cái app mình nó quen cái khung giờ 10 giờ sẽ chạy ở Thủ Đức đó các bạn. 10 giờ chạy giờ vàng phút ở Thủ Đức đó. Nên là tầm khoảng gần 10 giờ là Grab sẽ đẩy đơn cho mình đi về hướng Thủ Đức luôn các bạn. Giờ đi qua Soviet Nghệ Tỉnh nè. Chắc là qua đó là mình sẽ bật luôn cái điều hướng để mình đi về Thủ Đức luôn các bạn. Khu bên đó rất là dễ có cuốc về Thủ Đức, tại vì giáp ranh Thủ Đức. Đơn này là đơn siêu tốc bình thường, không có cốt gì hết. Khách trả qua thẻ ví luôn. Mình qua mình lấy hàng. Cái khu này là nó gần với lại chợ Bà Chiểu nha các bạn. Khu chợ Bà Chiểu, phường bao nhiêu ta? Quẹo đây à. Phường 1 Bình Thạnh các bạn. Phường 1 Bình Thạnh. Số nhà bao nhiêu đây? Đây. Kéo ra. Soviet Nghệ Tỉnh đó nha. Làm phiếu gửi điện tử luôn à, copy cái mã đơn hàng nha các bạn. Lâu rồi không chạy giao hàng. Cái trang phiếu gửi điện tử là mình để sẵn luôn rồi. Dán cái phiếu vô, dán cái mã đơn hàng vô. Ký giao hàng. Tạo phiếu, đơn giản ha. Xíu nữa qua bên người nhận gửi phiếu nữa là xong. Số rất nhiều tỉnh 818 xét xong. Soviet Nghệ Tỉnh
cảm ơn. Dạ. Chiki. Cũng cây 20.000. Đơn siêu tốc này 4 cây 20.000 các bạn. 5.000 cây ha, 5.000 km ha. Chung chạy siêu tốc là ngon nhất trên đời rồi, không còn cái gì mà ngon bằng nữa các bạn. Ngon nhất trên đời, khỏi phải lo lắng, khỏi phải ứng tiền, khỏi phải cốt, khỏi gì hết. Ngày mà dám cho mình chạy siêu tốc không 30 đơn mình cũng chạy, mình ra mình chạy lan luôn các bạn. Chạy siêu tốc thôi cho khỏe. Tiền cước ngon. Ok, bây giờ mình đi giao thuốc cho khách nha các bạn. Thì mình nói một chút về cái phiếu gọi điện tử ha. Nhắc lại các bạn, anh em mới chạy thì nên làm phiếu gọi điện tử, nó nhanh lắm. Nó dễ làm ha các bạn. Thường là khách, các bạn thấy không, cái khách lúc nãy ra đưa hàng cho mình còn không kịp nói một cách rất là vội vàng. Muốn gì mà mình kêu lại làm phiếu gọi điện tử. Nhưng mà theo nguyên tắc là khách phải là người ký chứ không phải là tài xế ký nha các bạn. Tài xế ký là dở á, là không đúng quy trình á. Nhưng mà mình linh động một chút, giống như mình hỏi khách là cái đơn này để em ký giùm anh chị luôn, hay anh chị muốn tự ký phiếu gửi. Thì mình nói bạn 10 người thì hết 10 khách là sẽ kêu thôi tài xế ký giùm luôn đi. Hỏi cho có đúng cái quy trình ha các bạn. Ok, giờ đi giao đồ cho khách. Let's go nha các bạn. Rồi. Kẹt xe luôn. Tới chỗ giao hàng cho khách luôn các bạn. Một con hẻm trong đường Sô Vít Nghệ Tĩnh. Đây. Ôi gấp máy tiết kiệm. Rồi dắp các bạn. Lượm luôn. Sáng giờ đớp hai cuốc Grab Bay lết rồi thì thôi bây giờ đớp lại cuốc Grab Bay tiết kiệm. Mình nói ngay từ đầu video đúng không các bạn, thấy không, Grab sẽ phát sang kẻ đơn cho mình. Đi đơn này xong cũng chắc điều hướng về các bạn, để không kịp giờ điều hướng về còn tranh thủ ăn sáng cái rồi 10 giờ vô ca giờ vàng chạy. Đi đơn này chắc qua tới Gò Vấp chắc cũng 9 giờ rồi. Mà mình để ý mấy lần mình ở Bình Thạnh mình điều hướng Thủ Đức thì có ra qua Gò Vấp điều hướng sau nó không nổ các bạn ơi. Hôm hai tuần trước nữa mình chạy lan 2 ngày 2-3 ngày vậy đó, mình ngày nào đó cũng cho mình qua Gò Vấp hết, và cuối cùng điều hướng là xe không về đâu gần cả chục cây số. Chạy về Thủ Đức để chạy giờ vàng. Qua Gò Vấp giờ này nổ ác lắm các bạn, nổ giao hàng. Vô đi đón khách. Gần tới điểm đón khách luôn rồi các bạn ơi. Chạy Grab Bike được cái là khách họ nhanh các bạn. Khách họ nhanh. Sạc. Điểm đến của bạn ở bên phải. 71. Sạc 2. Lộn. Đây 71 đây. 71. Đây. Em đi đại học công nghiệp đúng không? Anh quay xe lại cái nha. Đi thẳng này được không? Ừ. Rồi anh gửi nón luôn. À đi đây là đi. Đi đây là nó chỉ ra quốc lộ 13. Hai chạy xuống đây rồi lên cầu. Cầu Bình Lợi hả?
vô được không hay là đúng rồi? Không lên cổng một luôn. Dạ tại em học ở đây. Của em 20.000. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Đậu đây luôn ha. Đậu đây thử coi, tìm vận may. Rồi chờ cuốc theo hướng rồi về nghỉ các bạn. Sáng giờ hai cuốc bay tiết kiệm, hai cuốc bay bay lết thì xem cuốc điều hướng là cuốc gì mà biết có không nữa mà xem. Nói chung điều hướng thì cuốc bay gì cũng chơi các bạn, điều hướng mà bay tiết kiệm hay bay lết gì cũng dứt hết, đỡ hơn chở đi xe không về tốn xăng. Lụm các bạn ơi, cuốc điều hướng ha, 42.000 qua rước khách luôn, qua rước khách luôn chứ để không. Tốc độ lụm cuốc điều hướng nha các bạn, ngồi chờ được 10 phút ráp nổ cho cuốc về Thủ Đức rồi, thu nhập ròng 42.000. Cuốc này là cuốc ráp bay các bạn ơi, cuốc ráp bay ha, sáng giờ cuốc ráp bay đầu tiên, hai cuốc ráp bay lết, hai cuốc ráp bay tiết kiệm và đây là cuốc ráp bay đầu tiên của mình. Ok đi đón khách. Hôm nay qua Gò Vấp là có niềm vui rồi, có niềm vui với lại mình rút kinh nghiệm các bạn, rút kinh nghiệm là gần 9 giờ là mình bật cái điều hướng lên liền. Hôm trước là mình bật điều hướng chạy quá, hôm trước là tầm gần 9:20, 9:30 gì mình mới bật điều hướng, đâm ra nó không có cuốc được kẹp cho mình. Giờ là chưa 9 giờ là mình bật điều hướng rồi, 8:50 là mình bật điều hướng rồi. Toyota. Mình đi Tô Vĩnh Viễn đúng không chú? Rồi, để nóng được. Dạ.
bánh mì nè. Bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ. Ok. Dạ. Mình 59.000. Ok các bạn, 175.000 7 cuốc xe ha. Tắt app luôn. Quá may mắn là cái cuốc về Linh Chiểu luôn các bạn. Nhanh. Giờ mới có 9 giờ rưỡi chạy về nhà. Cất cái máy quay cái rồi mình ra chạy giờ vàng, 10 giờ chạy giờ vàng ha các bạn. Hôm nay là mình canh rồi, 8 giờ, 9 giờ bật điều hướng là ok ha. Hôm nay chạy được, buổi sáng hôm nay mình chạy 7 cuốc xe. Và thu nhập mình là 175.000 các bạn, chạy gần 3 tiếng ha. Gần 3 tiếng buổi sáng. Ghé mua ổ bánh mì cái rồi, chia sẻ tiếp. Mình cũng đang muốn nôn về nhà để mình cắm cái máy quay vô máy tính để mình xem cái file coi nó ok không các bạn. Sáng giờ nói quá trời nói, không được cái gì là thua luôn á. Xôi mặn. Cho hộp xôi heo quay 30 em ơi. Em hết xôi rồi nè. Bánh hỏi. Dạ. Sáng hôm nay chạy xe cũng khá là chill các bạn. Không khí mát mẻ và chạy có cuốc đi cuốc về ha, đi một vòng Sài Gòn luôn. Quận Nhất, quận 10, rồi Bình Thạnh, rồi Gò Vấp. Giờ là về lại Thủ Đức, vòng Sài Gòn. Thì mình chia sẻ một chút về cái dịch vụ Grab Bike tiết kiệm của Grab rồi mình kết thúc video các bạn. Thì sáng nay mình chạy được 5 cuốc Grab Bike, trong đó là 2 cuốc Grab Bike tiết kiệm, cuốc Grab Bike thường là cuốc điều hướng lúc nãy mình về á, với lại 2 cuốc Grab Bike lết các bạn. Thì mình app mình là có cả bay lết nhưng mà mình vẫn mở tiết kiệm lên mình chạy, là do là sao các bạn, hiện tại là Grab ra cái chương đẩy mạnh cái Grab bay tiết kiệm này á, là nhằm mình thấy á, là nhằm là lôi kéo thêm cái lượng khách hàng là học sinh sinh viên các bạn, lượng khách hàng mà chọn cái phương án mà di chuyển bằng giá rẻ các bạn, thì lôi kéo thêm ha. Còn những cái lượng cái tệp khách hàng mà đang sử dụng dịch vụ Grab Bike trước giờ á, và Grab Bike lết á, thì họ vẫn sẽ duy trì để sử dụng đó các bạn. Mình thấy như vậy, vẫn có một cái số lượng phần trăm nào đó, ngày xưa người ta đi bike nhưng bây giờ người ta đi bike tiết kiệm, nhưng mà vẫn có số lượng phần trăm, số đông là người ta đã đi quen với dịch vụ Grab Bike và Grab Bike lết, thì người ta sẽ vẫn giữ cái dịch vụ đó để người ta đi. Nên là anh em mình cứ là theo cái sự thay đổi của Grab, thích nghi theo sự thay đổi của Grab mà chạy thôi các bạn. Chứ thực tế mà nếu như mình thì app cũ và có bay lết thì mình tự tin mình vẫn tắt bay tiết kiệm vào những cái khung giờ cao điểm được. Nhưng mà đối với anh em mà không có bay lết và app mới nữa thì anh em mà tắt đi cái bay tiết kiệm thì doanh thu của anh em nó sẽ bị giảm xuống ha. Anh em cũng nhớ một điều là thà là mình chạy tiết kiệm còn hơn là mình ngồi không đó mình đợi cuốc. Cái nhất, cái hai nữa là mình là một cánh én thì không thể nào làm lên được mùa xuân các bạn ơi. Bạn nghĩ xem, cả trăm ngàn, cả mấy chục ngàn tài xế Grab bây giờ, các bạn không chạy thì các bạn ế, bắt buộc các bạn phải chạy để có thu nhập ha. Và đặc biệt đâu phải là một ngày các bạn chạy Grab bay tiết kiệm là Grab phát Grab bay tiết kiệm không chứ các bạn đâu. Đó, như mình đó, sẽ có sự xoay vòng các bạn. Và khi mà các bạn đã chạy, mình ví dụ như đơn Grab bay tiết kiệm là một cái đơn không phải là đơn thơm đi, đơn xương đi, thì sau khi các bạn chạy một vài đơn như vậy thì các bạn sẽ có những vài đơn thơm.